Ok, xong rồi. Xin chào các bạn, thì mình là Phong, đến từ 3C Roastery. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua hàng trên trang web của chúng mình nhé. Thì trước hết là mình sẽ đăng nhập vào trang web trên Google. 3C mới ra mắt, mới có nhà mới trên mạng. Thì đây là trang chủ của chúng mình. Đây là các cái phần sản phẩm các bạn thì chọn. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn tạm một cái loại cà phê nào đấy. Ví dụ là như mình đang muốn dùng lạc dương chẳng hạn. Mình sẽ ấn vào thêm vào giỏ hàng. Đó. Hoặc là mình có thể click vào trong cái hạt đó để mình có thể xem những cái thông tin mà chúng mình đã viết ở dưới này. Mình thì chọn và thêm vào giỏ hàng ở đây. Đó, mình thì ấn vào thêm vào giỏ hàng, hoặc các bạn thể chọn cái phần có cái xe đẩy ở đây. Hiện tại thì mình đã chọn tạm một cái là lạc dương và những cái ấm đun này ở đây. Thì đây là chúng mình có để sẵn một cái bảng tạm tính hiện tại để mình có thể nhìn được giá tiền các loại khi mà các bạn chọn. Bạn thể ấn vào đây tiến hành thanh toán. Thì các bạn có thể nhập họ và tên của mình vào đây này, số điện thoại này, địa chỉ email, cái địa chỉ mà mình muốn nhận hàng, và đây là bảng tạm tính mà chúng mình đã tính sẵn cho các bạn nhìn được. Đấy, mình có thể chọn là chuyển khoản, thanh toán bằng chuyển khoản, hoặc là trả tiền khi mà nhận hàng, hoặc chúng mình có thể kiểu thanh toán bằng online luôn. Ở đây thì sẽ có những cái phần ghi chú cho các bạn, ví dụ như là kiểu mình chưa có cối xay mà mình có cần cà phê, mình bên mình xay sẵn cà phê cho các bạn, thì các bạn thể ghi vào đây, ví dụ là cà phê lạc dương xay sẵn cỡ dành cho pha máy chẳng hạn. Đó, mình thể ghi vào, ví dụ ở đây mình sẽ điền tên của mình là điện thoại này, địa chỉ email. Ví dụ là quận Đống Đa, phố Chợ Dừa, ví dụ nhà mình là 21 ngõ 30 Mạnh Tuấn. Đó, thì sau khi các bạn này xong, các bạn thì ví dụ mình sẽ ấn là trả tiền khi nhận hàng. Xong mình sẽ ấn đặt hàng. Đó. Đây là mình đã, bên mình đã ghi nhận lại được cái đơn hàng của bạn. Nó sẽ hiện trên này. Và đơn hàng đã được tạo thành công. Các bạn sẽ chỉ chờ khoảng 1 đến 2 ngày để nhận hàng. Hoặc thậm chí là ở Hà Nội thì mình có thể nhận được luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.